mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack follow TikTok miễn phí, giúp bạn mở khóa giỏ hàng, làm tiếp thị liên kết kiếm tiền online. Để hack follow TikTok miễn phí, đầu tiên bạn bấm vào ID TikTok cho đến khi hiện sao chép. Sau đó bạn vào trình duyệt web trên thiết bị di động và gõ tìm kiếm trang web tăng tương tác rẻ.com. Nếu chưa có tài khoản, thì bạn bấm vào đăng ký để tạo tài khoản. Do mình đã tạo tài khoản từ trước, nên sẽ đăng nhập luôn vào trang chủ. Tiếp theo bạn bấm vào ba gạch ở góc trái màn hình, chọn dịch vụ TikTok. Chọn hack theo dõi TikTok. Tiếp theo, bạn chọn gói hack follow TikTok miễn phí, mình chọn gói hack follow TikTok server 6. Bạn đọc kỹ mô tả gói, sau đó bạn kéo xuống, dán ID sao chép được ở đầu video vào mục. Nhập ID TikTok, sau đó bạn chọn số lượng follow TikTok miễn phí cần hack, mình chọn hack 200 follow. Admin web sẽ tặng 200 follow TikTok miễn phí, tương ứng với 4.000 đồng cho tất cả các bạn like và để lại comment ở video này. Cuối cùng bạn bấm vào nút mua dịch vụ là bạn đã biết cách hack follow TikTok miễn phí thành công.